khi bạn rất yêu nước nhưng lại dốt môn sử. Một vài câu chuyện xảy ra có thật. Đầu tiên là một bạn làm video chúc mừng sinh nhật bác là ngày 19 tháng 5. Ồ thì ý tưởng thì rất là chân quý rồi. Nhưng mọi người nhìn cái tên mà bạn ấy gõ trên màn hình này, bác Hồ là Nguyễn Sinh Cung nhá, chứ không phải là Nguyễn Thị Cung. Không biết là bạn này vô tình hay là cố ý làm như vậy, nhưng thực sự là mình thấy không vui khi xem. Tiếp đó ở phần bình luận thì hàng loạt các bạn trẻ auto nhảy vào comment chúc mừng sinh nhật bác như một cái máy, mà hình như là không có ai nhận ra tên bác Hồ đang bị viết xuyên tạc. Sốc tập 1. Còn đây là sốc tập 2. Mới đây, đoạn video về nụ cười tươi rói của nữ phạm nhân người Mỹ mang tội ác cấp độ 1 trước phiên tòa xét xử đã được đào lại trên TikTok với tông màu đen trắng và nền nhạc trầm buồn. Nhưng điều đáng buồn ở đây là hàng loạt các tài khoản của các bạn trẻ Việt Nam vào xin chia buồn rồi tỏ lòng biết ơn tới tấp vì nghĩ đây là chị Võ Thị Sáu. Sự nhầm lẫn một tên tội phạm tâm thần người Mỹ với một nữ anh hùng dân tộc Việt Nam đã khiến nhiều người thở dài thất vọng về một bộ phận thiếu niên trẻ Việt Nam, khi họ không hề có một chút kiến thức về lịch sử cơ bản và bản năng hùa theo đám đông trên không gian mạng. Câu chuyện thứ ba, trên TikTok xuất hiện một đoạn clip Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thử nghiệm các khẩu súng tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Clip ghi lại tư thế thử súng ngắm bắn của Đại tướng. Ngay lập tức, một số cư dân mạng yêu nước online cho rằng Đại tướng ngắm súng sai cách, tư thế sai bét, rồi không biết cách kê súng, rồi Đại tướng bắn như thế để súng giật cho gãy cả vai. Nhưng thực chất là Đại tướng Phan Văn Giang không phải đang bắn súng, mà bác Giang chỉ đang thử thức ngắm của súng và thử độ cầm nắm của súng thôi. Kê ngắm với kê bắn khác hẳn nhau nha. Sợ thật đây, bây giờ mấy thanh niên trẻ đầu non dạ còn đòi giảng dạy cách bắn súng cho cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, người đã mang súng đi đánh hàng chục hàng trăm trận với giặc tại khắp các vùng biên giới phía Bắc từ những năm 1979 cơ đấy. Giờ lên mạng sợ thật đấy, 1m2 một đại tướng online, 1m2 một nhà quân sự tài năng của đất nước. Không biết lúc Bắc Giang đang cầm súng đi đánh giặc bảo vệ tổ quốc thì các cháu đã ra đời chưa. Đó là tác hại khi bạn rất yêu nước nhưng lại rất dốt sử.